Đầu tuần mới, giá lợn hơi đang tiếp tục đà giảm xuống còn phổ biến ở mức từ 90 cho đến 95.000 đồng một kg. Cao nhất vẫn là giá lợn ở miền Bắc do thị trường khan hiếm hơn. Giá lợn hơi miền Bắc hôm nay tiếp tục giảm nhẹ từ 1 đến 2.000 đồng một kg ở một số địa phương. Mặc dù vậy, giá lợn hơi vẫn cao nhất cả nước, 97 đến 98.000 đồng một kg tại Thái Bình, thấp nhất là Bắc Giang, 93 đến 94.000 đồng một kg. Các địa phương còn lại trong khoảng 95 đến 96.000 đồng một kg. Riêng tại chợ gia súc gia cầm Hà Nam, giá lợn siêu loại đẹp chọn cao nhất chỉ 94.000 đồng một kg, loại xấu cuối chợ chỉ có 87.000 đồng một kg. Giá lợn hơi miền Trung Tây Nguyên hôm nay không thay đổi, thấp nhất khu vực là Ninh Thuận và Đắk Lắk, giá 90.000 đồng một kg, cao nhất là Khánh Hòa, 96.000 đồng một kg, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, giá 95.000 đồng một kg, Quảng Nam, Quảng Trị, Huế và một số tỉnh thành khác quanh mức 91 đến 92.000 đồng một kg. Giá lợn hơi miền Nam hôm nay giảm sâu 2 đến 4.000 đồng một kg. Một vài địa phương giá đã xuống 90.000 đồng một kg. Bình Phước giảm 4.000 đồng, Trà Vinh giảm 2.000 đồng, về cùng giá 90.000 đồng một kg. Thủ phủ lợn Đồng Nai quanh mức giá 89 đến 90.000 đồng một kg. Cao nhất là các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, 96.000 đồng một kg. Các tỉnh thành còn lại trong khoảng 92.000 đến 95.000 đồng một kg. Thưa quý vị, trước tình hình giá thịt lợn trong nước vẫn giữ ở mức cao, thời gian gần đây thì thịt lợn đông lạnh nhập khẩu bày bán tại các chợ siêu thị trên địa bàn các tỉnh ngoài các thành phố lớn ngày càng nhiều. Giá thấp hơn khá nhiều so với thịt lợn trong nước. Sau một thời gian dùng thử thì người tiêu dùng đã dần chấp nhận sản phẩm này. Ghi nhận tại Quảng Ngãi. Chợ Quảng Ngãi hiện có nhiều doanh nghiệp tiểu thương kinh doanh thịt lợn đông lạnh nhập khẩu. Gần đây người tiêu dùng đã dần chuyển sang sử dụng thịt đông lạnh nhập khẩu nhiều hơn trước. Lần đầu thì người tiêu dùng người ta chưa quen, nhưng sau một thời gian thì người ta cũng coi trên báo đài tivi đó chị, thì người dân cũng dần chấp nhận và hàng ngày thì tụi em bán là trung bình đó là 3 ký. Giá thịt lợn hơi trong nước đang giữ ở mức 100.000 đồng một kg, kéo theo giá thịt lợn tăng lên đến 160 đến 200.000 đồng một kg. Trong khi đó, giá thịt lợn đông lạnh nhập khẩu dao động từ 100 đến 140.000 đồng một kg. Giá thấp, chất lượng thịt đảm bảo nên nhiều người tiêu dùng đang dần chấp nhận sản phẩm này. Giá cả thì nó hợp lý với cái túi tiền của người tiêu dùng, mà giá trên thị trường thịt heo bây giờ thì nó quá cao, nhiều khi cái thu nhập đơn thì thấp thì không có đủ để mà người dân họ ăn. Gần đây, các hệ thống siêu thị và một số doanh nghiệp tiểu thương đã bày bán nhiều mặt hàng thịt lợn đông lạnh nhập khẩu. Sản phẩm tiêu thụ đã tăng dần so với trước. Thì đơn vị chủ yếu tập trung vào các cái mặt hàng mà có tiêu thụ sản lượng lớn, ví dụ thịt ba nọi hay là sườn hay là chân giò heo á, thì những ba cái mặt hàng này hiện nay khách hàng cũng đã dần chuộng và hiện nay cái sản lượng mặc dù bán ra nó cũng tương đối tốt á, chiếm khoảng cỡ 30-40% so với cái hàng trong cái nhóm hàng thịt gia súc này. Là hiện nay là các cái hệ thống siêu thị cũng như các cái đại lý mà người ta mua bán cái thịt cấp đông thì người ta đã là thực hiện rất nghiêm túc về vấn đề an toàn thực phẩm cũng như giá cả. Nếu như trước đây, thịt lợn đông lạnh nhập khẩu chủ yếu bán cho các bếp công nghiệp, suất ăn tập thể, thì gần đây người tiêu dùng đã dần chấp nhận sản phẩm này. Việc chuyển dịch xu hướng của người tiêu dùng sẽ góp phần giảm bớt áp lực, việc thiếu hụt nguồn cung thịt lợn trong nước. Để hạ giá thịt lợn trong nước đang trong quá trình cao do nguồn cung khan hiếm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới đây đã có văn bản đồng ý đề xuất cho nhập khẩu lợn tươi sống về để bù đắp lượng lợn thịt bị thiếu hụt trong nước. Tuy nhiên, với yêu cầu cách ly 30 ngày và các quy định thú y ngặt nghèo, cộng thêm nhiều khoản thuế phí, một số thương lái cho rằng sẽ rất khó để lợn hơi nhập khẩu về Việt Nam có mức giá bán dưới 80.000 đồng một kg và phương án nhập khẩu lợn sống sẽ rất khó khả thi nếu như không có những điều chỉnh hợp lý về chính sách nhập khẩu cũng như các hỗ trợ từ phía nhà nước cho doanh nghiệp nhập khẩu. Và để hiểu rõ hơn về phương án nhập khẩu lợn sống của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Cục Thú y, đơn vị đề xuất phương án nhập khẩu thịt lợn sống về nước ta. Xin mời quý vị theo dõi. Thưa ông, mới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì cũng đã đồng ý với phương án của Cục Thú y đưa ra về việc là nhập khẩu thịt lợn hơi vào Việt Nam. Phải chăng đây là hình thức để đảm bảo nguồn cung thiếu hụt trong nước?
Trong cái việc nhập khẩu ấy, thì chúng ta biết là do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi 2019 ấy, thì thiếu hụt cả nguồn cung cũng là cái con giống để nuôi và cả lợn thịt. Thì Bộ đã ban hành cái văn bản 3529 đồng ý với cái đề xuất của Cục Thú Y là cái việc là nhập khẩu lợn thịt đấy, về để giết mổ. Đồng ý cho Cục Thú Y là dựa vào cái hồ sơ của các nước để đánh giá, phân tích cái rủi ro cái nhập khẩu và nhập khẩu làm sao để đảm bảo được là cái an toàn dịch bệnh, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đấy, là như vậy. Sau khi đó xong thì các doanh nghiệp Việt Nam thì cũng sẽ ký hợp đồng với các nước, và các doanh nghiệp Việt Nam thì khi nhập khẩu cái lợn thịt đó về Việt Nam để giết mổ ấy, thì phải tuân thủ các quy định về kiểm dịch, đảm bảo được cách ly kiểm dịch. Chắc chắn là khi nhập về ấy, thì cái giá lợn giống cũng như là thịt lợn nó sẽ giảm. Đấy là theo chỉ đạo của Thủ tướng là bình ổn giá. Đấy, như vậy nó sẽ giảm như vậy thì cái người tiêu dùng sẽ được lợn. Thế rồi cũng kích thích cái việc là sản xuất ở trong nước lên, để tránh cái tình trạng này hiện giờ là cái giá nó quá cao. Vậy phương án nhập lợn sống vào Việt Nam thì bắt đầu từ khi nào và nhập của những quốc gia nào? Hiện giờ là bên phía Thái Lan đấy, là cũng đã được phép nhập khẩu lợn bố mẹ vào Việt Nam rồi, đang tiến hành rồi. Thì Thái Lan là cái thị trường là với lần chăn nuôi cũng như là tình hình kiểm soát dịch bệnh để đảm bảo chúng ta cho lập cái con giống rồi, mà giống bố mẹ rồi. Thế còn đối với cái lợn thịt ấy thì hồ sơ họ cũng đã cung cấp. Trong một vài ngày gần đây thì Cục Thú Y Việt Nam sẽ họp trực tuyến với phía cơ quan chức năng của bên Thái Lan để thảo luận với nhau, trao đổi với nhau về những cái thông tin, những cái hồ sơ cần thiết để hoàn thiện cái quá trình đánh giá rủi ro. Và sau khi đánh giá rủi ro xong thì chúng tôi sẽ thống nhất với nhau về cái điều kiện nhập khẩu cũng như là mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch. Hiện giờ đấy là rất nhiều doanh nghiệp là đăng ký rồi, hàng mấy trăm ngàn con rồi. Đấy, cái này nó sẽ phụ thuộc vào nguồn nhu cầu trong nước, và nhu cầu trong nước chúng ta biết là cũng thiếu hụt nhiều, nhưng nó còn phụ thuộc vào cái nguồn cung cấp ở bên kia nữa. Cũng không phải là nước nào cũng có thể đảm bảo được nhập khẩu vào Việt Nam được. Vậy thì trong cái quá trình vừa qua thì Cục Thú Y tiếp cận thì cái phương án mà nhập thịt lợn hơi sống ấy, thì về Việt Nam có vướng mắc khó khăn gì không? Hiện giờ đấy chưa có cái lô nào nhập cả, thì chúng tôi còn đang tiếp tục trao đổi cái việc vận chuyển đấy. Thì chúng ta đã vận chuyển cho nhập những cái lô đầu tiên lợn giống bố mẹ từ Thái Lan về Việt Nam rồi, thì nó cũng sẽ thuận lợi. Chỉ trong cái thời kỳ mà đang Covid thế này thì có những cái việc phải chuyển xe, chuyển tải nhiều. Ví dụ từ Thái Lan đi qua Lào thì phải giữa Thái Lan với Lào phải chuyển tải. Từ Lào về Việt Nam là chuyển tải, thì nó có những cái khó khăn nhưng mà cũng vẫn là thuận lợi khi vận chuyển đường bộ. Thưa quý vị, tuần qua chúng ta chứng kiến cuộc chạy đua không mệt mỏi của giới thương lái buôn lợn. Việc giá thịt lợn hơi vượt ngưỡng 105.000 đồng 1 kg, mức giá kỷ lục trong lịch sử, khiến thương lái lùng sục khắp nơi gom lợn phục vụ thị trường. Vâng, 105.000 đồng 1 kg hơi và 400.000 đồng 1 kg bán lẻ. Thịt lợn Việt Nam đang ở mức cao nhất trên thế giới. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cho phép nhập khẩu lợn sống để hạ nhiệt giá lợn. Lợn sống về sẽ được cách ly kiểm dịch 30 ngày. Tuy nhiên, khi nhìn vào thực tế rằng trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đưa ra nhiều giải pháp, nhưng giá thịt lợn vẫn nhảy múa, liên tục tăng phi mã. Nhiều người hoài nghi về giải pháp nhập lợn sống này. Vâng, và đến nay thì dường như không ai dám khẳng định bao giờ có thể đưa thịt lợn về đúng giá trị của nó nữa. Bởi các giải pháp trước mắt đều thiếu tính khả thi cả. Giải pháp lâu dài là tái đàn thì vẫn tiếp tục là bài toán khó khi mà lợn giống không chỉ giá cao mà còn khan hàng, thậm chí là xuất hiện dấu hiệu của việc doanh nghiệp găm hàng trục lợn. Hơn cả thời tiết của những ngày hè, sức nóng của giá thịt lợn khiến cả tư thương lẫn người tiêu dùng bức xúc. Thiếu thì nó mới cao chứ làm sao mà không thiếu, cung mà không thiếu làm sao mà coi như là giá nó cao được. Nhà nước bảo như thế nhưng mà thị trường thì không có lợn. Để hạ nhiệt, lần đầu tiên trong lịch sử, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã quyết định cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu lợn sống vào Việt Nam dựa trên hồ sơ do các nước xuất nhập khẩu cung cấp, thực hiện quy định cách ly kiểm dịch lợn sống nhập khẩu 30 ngày. Theo đại diện Cục Thú Y, thì việc nhập khẩu lợn sống này là sự hài hòa giữa lợi ích của người chăn nuôi và người tiêu dùng. Ưu tiên người Việt Nam dùng hàng Việt Nam để cho cái chăn nuôi ở trong nước nó phát triển. Đấy là phát triển kinh tế bền vững, còn bất kể nhập khẩu những cái gì chăng nữa để về tiêu dùng
thì đều là sẽ không lợi cho kinh tế Việt Nam. Nhưng chúng ta phải tính là cái lợi ích của ngành chăn nuôi, đặc biệt chúng tôi là bên Bộ Nông nghiệp thì rất quan tâm đến lợi ích của người chăn nuôi. Đấy, rất quan tâm đến lợi ích của người chăn nuôi. Nhưng mà trước cái tình thế chúng ta biết là cái nguồn cung trong nước nó giảm như vậy thì chúng ta phải biết cả cái lợi ích của người tiêu dùng nữa. Cho nên cái việc này là cân đối giữa lợi ích của người chăn nuôi và người tiêu dùng. Một trong những thị trường đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cân nhắc để nhập khẩu thịt lợn sống là Thái Lan. Quốc gia có nền chăn nuôi tiên tiến, tất cả quy trình nhập khẩu đều được kiểm soát chặt chẽ từ phía nước bạn. Tuy nhiên, cũng cần phải tính làm sao để tránh tình trạng doanh nghiệp làm giá, trục lợi hay nhập ồ ạt gây ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường trong nước. Hiện giờ đấy là rất nhiều doanh nghiệp là đăng ký rồi, hàng mấy trăm ngàn con rồi. Đấy, cái này nó sẽ phụ thuộc vào nguồn nhu cầu trong nước, và nhu cầu trong nước chúng ta biết là cũng thiếu hụt nhiều, nhưng nó còn phụ thuộc vào cái nguồn cung cấp ở bên kia nữa. Cũng không phải là nước nào cũng có thể đảm bảo được nhập khẩu vào Việt Nam được. Theo quan điểm của các chuyên gia chăn nuôi thì nhập khẩu lợn hơi là phương án khả thi để giải quyết vấn đề nguồn cung thịt lợn hiện nay. Vấn đề nằm ở chỗ doanh nghiệp đưa ra thị trường với mức giá như thế nào, liệu có thật sự tạo được sức ép để giảm giá thịt lợn nội địa đúng như kỳ vọng hay không mà thôi.